một bóng khí rộn ràng và rất chờ đợi hào hức của cổ động viên hai đội, đặc biệt là các cổ động viên Việt Nam đối với trận bán kết này. 15 năm qua chúng ta đã không thể góp mặt trong trận chung kết của bóng đá nam của SEA Games, và đây sẽ là cơ hội để lần đầu tiên chúng ta vào trận đấu cuối cùng sau 10 năm chờ đợi kể từ năm 2009. One for Bo and 1 liter Tiger Draft. Huh. Tiger Draft. Tiger Draft. Thank you.